Mẹ à, chắc nhà tớ nó có chuyện cho nên nó tới trễ. Hay là con gọi điện cho nọ thử coi. Dạ. Dạ. Dạ thưa chú, thưa mẹ con đến trễ. Sao con tới trễ vậy con? Dạ. Này này, con á phù mẹ. Dạ. Phơi cái mức ni để chuẩn bị cho kịp dỗ mẹ cổ nghe chưa. Dạ. Nè, con làm công chuyện này xong rồi, vô dọn dẹp mấy cái phòng giúp vú nghe con. Dạ con biết rồi. Mẹ, hình như xe tới rồi đó mẹ. Ừ, đi thôi. Dạ. Đi con hỉ. Dạ. Làm gì vậy con? Dạ con đang phơi mứt. O cần gì không? Giờ có cậu đâu giúp tôi được gì đâu. Nè hai cái tay bận biểu hết trơn rồi còn gì đâu. À, đó. Nay trời nắng đẹp quá. À, dạ đẹp đã. Bây giờ vậy nè, không mấy mình đem hết phấn nộ ra mình phơi đi. Ủa? Thôi đi đi. Phơi đi cho trời xuống nắng giờ. Dạ. Chân của vú Namo sắp khỏi rồi. Vậy là thời gian mình ở trong nhà này cũng không còn nhiều nữa. Không được. Mà dỗ của mẹ cố lại sắp tới. Không biết là có kịp lấy thứ má Tâm cần không nữa.